Nhân sinh thắng ở hòa khí, bài ở tính khí, thành công ở đại khí. Cuộc đời mỗi người giống như lấy đò trên sông, hòa khí là thuyền, tính khí là sóng và đại khí là bờ. Không có thuyền khó qua sông, sóng to nước xiết khó lòng chèo, bờ là điểm cuối, mục đích cuối của người lấy đò. Thắng ở hòa khí. William Shakespeare có một câu danh ngôn, đối đãi với người cần hòa khí nhưng không cần quá xuồng xả. Hòa khí không đơn giản là chỉ tính khí ôn hòa điềm đạm mà còn chỉ có tinh thần đoàn đội. Còn có thể tạo nên bầu trời, bầu không khí hài hòa. Hòa khí không phải là bạn cần làm người tốt mà là có một trái tim đối nhân sự thế khoan dung tha thứ. Ở Trung Quốc có một câu chuyện nổi tiếng kể về Tăng Quốc Phiên, tướng lĩnh lỗi lạc thời nhà Thanh như sau. Tăng Quốc Phiên thống lĩnh vạn quân với tôn chỉ Thành và Hòa để đối đãi với thuộc hạ cấp dưới. Môn sinh có ông miêu tả Tăng Quốc Phiên thường ngày trong danh trại thì đợi mọi người để cùng ăn cơm. Ăn cơm xong lại cùng nhau ngồi quê quần chuyện trò. Và khi ấy thì Tăng Quốc Phiên sẽ kể những câu chuyện cười khiến ai nấy đều vui vẻ. Năm Hàm Phong thứ 11, tức là năm 1861, Lý Tú Thành lãnh đạo quân đội tấn công đại doanh của Tăng Quốc Phiên. Khi môn rơi vào thế hiểm nguy, có kẻ đã thu dọn chuẩn bị chạy trốn. Biết chuyện, Tăng Quốc Phiên truyền lệnh xuống dưới. Thế giặc đã vậy, có kẻ muốn quay về, cấp 3 tháng bổng lộc, sự bình có thể quay trở lại danh trại. Đối mặt với quân lính đào ngũ Tăng Quốc Phiên, chẳng những không trừng phạt mà khoan dung đối đại tha thứ. Đám quân lính nung nấu ý bỏ trốn sau khi biết được đã hối hận và từ bỏ ý định. Dùng hòa khí để đối đại mới có được hòa khí của người khác. Tranh cãi đối đầu chỉ khiến bạn và đối phương bị tổn thương. Không cần phân cao thấp đúng sai, hòa khí mới là chiến thắng. Bài ở tính khí sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu, ý chỉ những con người đều có tính khí riêng Gặp chuyện khó tránh khỏi hoài nghi, có người sẽ bị kích động mà cuốn theo sự việc, nhưng cũng có người đủ thông minh để điềm đạm nhìn nhận, khống chế cảm xúc, tính khí của bản thân. Có một câu cổ ngữ, lời từ từ nói, tính khí từ từ thành, rất nhiều lúc chúng ta không thể tiết chế được bản thân, kiểm soát cảm xúc phạm sai lầm và càng sai lầm thêm và đến cuối cùng mới thấy hậu quả phải lãnh. Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con rắn nọ bò qua cái cưa, không cẩn thận mà cứa vào da bị thương. Con rắn vô cùng tức giận, lập tức quay mình cắn ngoạm lấy cái cưa đó, kết quả là làm rách luôn cả miệng. Con rắn càng điên tiết hơn, nó nghĩ rằng cái cưa đang khiêu khích tấn công nó, thế là lấy thân cuốn chặt lấy, dùng toàn sức lực siết chặt lấy cái cưa và kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Còn rắn đó đến chết cũng không hiểu được, hại chết nó không phải là cái cưa mà là nó không biết khống chế cảm xúc của mình. Nhà tâm lý xã hội học người Mỹ Festinger có một nhận xét rất nổi tiếng, được mọi người gọi là quy tắc Festinger. 10% của cuộc sống được hình thành bởi những việc xảy ra đối với bạn và 90% còn lại được quyết định bởi thái độ phản ứng của bạn đối với sự việc đã xảy ra. Hay nói một cách khác, 10% những sự việc xảy ra trong đời của bạn là không thể thay đổi, nhưng 90% còn lại là phụ thuộc ở bạn. Ai cũng có tính khí riêng, gặp chuyện không suôn sẻ khiến cho bản thân tức giận. Nó dường như là bản năng của con người. Tuy nhiên thì có người có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân kiềm nén ngọn lửa đang sôi sụp trong người. Nhưng cũng có những người bị cảm xúc chi phối mà đã phạm phải những sai lầm không đáng có. Giống như con rắn trong câu chuyện ngụ ngôn trên. Vốn dị chỉ bị một vết thương nhỏ nhưng vì tính khí bản tính quá nóng giận mà đã tự hại chết mình. Napoleon từng nói, người có thể điều khiển được cảm xúc vĩ đại hơn so với người tướng quân nắm giữ một tòa thành. Thành công ở đại khí, Người thành công sẽ không cố chấp vào những chuyện không cần liêm sỉ, nịnh bợ, càng không tính toán so đo thiệt hơn đúng sai. Trong sử ký, Tần Bản Kỵ có một đoạn viết đã ý cái về Tần Mục Công, một vị tướng tài giỏi một ngày nọ con tuấn mã mà ông yêu quý chạy lạc, bị đám dân đen ở Kỳ Hạ bắt được đem chia cho lão bắt tính. Quan sứ điều tra ra chân tướng, muốn bắt hết đám dân đen đã ăn thịt con tuấn mã của Tần Công lại, xử phạt theo vương pháp. Tuy nhiên tần mục công liền ngăn quan sứ lại, người quân tử không thể vì một con súc vật mà đắc tội đến lão bách tính. Đồng thời hạ lệnh, ta nghe nói ăn thịt ngựa mà không có rượu sẽ hại đến cơ thể ngươi. Hãy đem rượu ngon đến cho họ đi. Ba năm sau tần mục công tháo phạt, tấn quốc vừa bị bại trần lại còn thương nặng. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì ở đâu một đội quân như thiên binh thần tướng đánh cho quân tấn tan tác, Tần Mục Công vì thế mà chuyển bại thành thắng. Đội quân đó chính là đám bách tính năm xưa, đã bắt con tướng mạ của ông nhưng không bị trừng phạt, mà lại còn được tặng rượu ngon. Tần Mục Công đã trồng phúc báo, để vào lúc thích hợp sẽ thu lại được báo đáp. Khoan dung, độ lượng, hào sản, chính những phẩm chất riêng biệt ấy mà Tần Mục Công trở thành một trong những xuân thu ngụ bá, Năm vị bá chủ thời Xuân Thu để lại tiếng thơm thiên cổ. Victor Hugo từng nói, Rộng lớn nhất thế gian là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, và rộng lớn hơn cả bầu trời đó chính là lòng người. Một người có tấm lòng rộng lớn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đại khí, và cũng do đó mà sẽ thành bấy nhiêu đại sự. Bằng cờ số phận, bạn hãy học cách mở rộng tấm lòng, nhãn quan của bản thân. Nếu muốn đi nước cờ kế tiếp, Ý nghĩa thực sự của cuộc đời thực ra nằm trong ba chữ khí. Lấy hòa khí đối nhân, dùng nụ cười và tấm lòng vị tha để vén màn sương mù, tiền độ ác rộng mở. Và điều khiển cảm xúc tính khí trở thành chủ nhân của nó. Khó khăn, trở ngại, ác sẽ vượt qua. Dùng đại khí để sự thế, có một tấm lòng rộng mở, vàng sự ác sẽ bình an. Huyền Bí TV kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.